Chào tất cả các bạn, trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 352 của số công nghệ TLD. Và ngày hôm nay là ngày cuối tuần nên Lương xin chúc tất cả các bạn có một ngày nghỉ vui vẻ hạnh phúc bên người thân các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Thịnh Võ. Chào anh ạ, anh có thể so sánh giữa con Asus S13 S333 và con Dell Inspiron 5391 bản i5 cho em được không ạ? Con nào tốt hơn, đẹp hơn? Em cảm ơn anh ạ. Hai chiếc máy này thì đều nhắm đến phân khúc máy tính doanh nhân ở cái hạng mục của nó tầm trung. Hiện nay ví dụ chiếc 3591 với phiên bản i5 thì nó có giá là 17,5 triệu và chiếc Asus thì nó cũng sẽ tương tự như vậy. Một chiếc Asus thì của Đài Loan, một chiếc Dell Inspiron của Mỹ. Nếu mà nói về thương hiệu thì với anh đánh giá thì hai chiếc máy này thì cũng chỉ la lá cùng phân khúc và cạnh tranh trực tiếp với nhau. Còn nếu mà độ thẩm mỹ để so sánh thì nói chung là mỗi một người thì sẽ có mắt thẩm mỹ khác nhau. Nhưng mà Dell thì anh nghĩ là cái thương hiệu nó sẽ nhỉnh hơn một chút về thương hiệu. Và nếu mà chiếc 5391 thì với vỏ hợp kim nhôm và chất lượng của nó thì anh thấy cũng khá ok, trong lượng máy nó chỉ hơn 1 cân. Nếu là anh thì anh sẽ chọn Dell em ạ, em nhá. Câu hỏi số 2 của bạn Vườn Cây Ăn Trái Vlog. Anh có con Dell M6600 không ạ? Và máy Dell M4600 hay M6600 sẽ tốt hơn? Em làm về đồ họa, cảm ơn anh. Chiếc máy này nói thực với em thì cửa hàng anh cũng đã dừng cung cấp khoảng 1 năm nay thôi. Bởi vì chiếc máy này hiện nay cái cấu hình của nó khá là thấp và được sản xuất 2011. Tính ra bây giờ cũng 15 tuổi rồi em ạ. Còn nếu mà cần thì anh vẫn có thể lấy cho em được. Nhưng mà khi em mua những chiếc máy này thì em test thật kỹ cho anh. Thứ nhất là chất lượng của pin, thứ hai là chất lượng màn hình và bao mạch. Còn M6600 thì tất nhiên là cấu hình nó sẽ hơn M4600 ở cái vega của nó và ở một cái màn hình đó là 17,3 inch, to hơn và bự hơn. Em lưu ý đến cả trọng lượng của chiếc máy này, cả sạc và nó xấp xỉ khoảng 5 kg em ạ. Hành trình đi này em mua máy cũng cân đối. Còn M4600 thì với trọng lượng của nó thì xấp xỉ khoảng hơn 3 kg một chút. Đấy. M4600 thì cái vega của nó sẽ là thấp hơn, đó là Q1000 và Q2000. Trong khi đó thì M6600 sẽ cao hơn ở vega em nhá, và màn hình nó cũng to hơn và bự hơn. Nếu về sức mạnh xử lý thì M6600 sẽ hơn M4600, nhưng chú ý là đời hơi cũ rồi nên khi mua máy cũng phải căn đo đong đếm một chút. M4600 hiện nay có giá thị trường đến khoảng 9 đến khoảng 11 triệu tùy vào cấu hình, và M6600 thì nó sẽ có giá từ khoảng 9 đến khoảng 13 triệu tùy cấu hình em nhé. Còn anh nghĩ nếu mà tầm cố đầu tư khoảng tầm 12-13 triệu thì cố gắng chọn những dòng máy được sản xuất 2014 đổ lên. Ví dụ như là để rẻ thì có sẽ có M4008 này cùng phân khúc của bọn này, hoặc M4007 cũng được. M4007 cũng phải trên 10 triệu em mới mua được. M4008 được sản xuất 2014 và 2015 thì an toàn hơn. Còn nếu mà tầm khoảng 12-13 triệu thì anh nghĩ là chiếc HP ZBook 15G1, 15G2 là ok nhất, mà là được sản xuất 2014, an toàn hơn cho người sử dụng em nhá. Giá nó cũng chỉ hơn 11 triệu một chút thôi em nhá. Câu hỏi số 3 của bạn Hà Trung Sơn. Chỉ dùng AutoCAD thì dùng loại MacBook Pro nào thì hợp lý hả anh? Ở đây thì chúng ta sẽ có cái tầm tiền đầu tư. Ví dụ như em sử dụng công việc bình thường với tầm đầu tư khoảng tầm 16-17 triệu để em mua cho anh chiếc MacBook Pro MF839 đời 2015. Còn nếu mà có điều kiện kinh tế hơn mà được sử dụng các dòng như từ 2018, 2019, 2020 thì tốt quá em ạ. Nó sẽ đầu tư phân khúc kể máy cũ nó sẽ dưới 25 triệu, còn máy mới nó sẽ ở phân khúc từ 28 triệu đổ lên em nhá. Thì cân đối nhu cầu và tài chính của em. Câu hỏi số 4 của bạn Tê Thức. Dell 6540 của shop ở Sài Gòn thì không biết là có còn hàng không ạ? Rep của mình thì cũng không cập nhật xem là máy ở chi nhánh nào và có còn hàng không ạ? Hiện nay Dell Latitude 6540 là dòng sản phẩm chiến lược của cửa hàng chú nên lúc nào cũng có hàng cháu nhá, cả Hà Nội cả Sài Gòn đều có. Mong rằng cháu vào cửa hàng ủng hộ sớm chú nhá, cháu nhá. Câu hỏi số 5 của bạn Tài Lê. Anh ơi, em mới mua chiếc ThinkPad L540 bên anh nhưng mà đang sạc rồi rút sạc thì màn bó gấp nhấp nháy, kiểu sập lên rồi lại bật nguồn lại ạ. Mong anh tư vấn giúp em. Trong trường hợp này của em thì nó sẽ ở chế độ đó là chuyển từ chạy từ nguồn sạc xuống nguồn pin, nên khi em rút sạc ra thì nó sẽ nhấp nháy khoảng vài giây. Đấy, nên em cũng thích em tắt cái chế độ tiết kiệm điện trên quả pin thì em sẽ rút ra nó sẽ bình thường em nhá. Câu hỏi số 6 của bạn Justia. Dòng IdeaPad và ThinkBook của Lenovo thì có điểm nào khác nhau ạ? Em thấy giá tương đương ở cùng mức cấu hình ạ. Thực ra thì ThinkBook thì anh thấy là cái chất lượng này có thể nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với dòng IdeaPad, bởi vì ThinkBook thì đại đa số anh thấy những cái mẫu ở cao về thì nó sẽ có vỏ hợp kim nhôm mà có led phím. Còn IdeaPad thì cũng có những con nó không có ở phân khúc giá rẻ tại thị trường Việt Nam. Nhưng nói chung thì hai chiếc máy này thì nó cũng 1910 em ạ, và cùng là một dòng họ của Lenovo sản xuất. Nhưng mà anh đánh giá là ThinkBook nó sẽ hơn một tí em nhá. Câu hỏi số 7 của bạn Đông Trung An. Anh ơi, tầm 15 đến 16 triệu có máy nào để học và làm về tự động hóa ổn không ạ? Em cũng có chơi một số game như là Liên Minh hay là FIFA Online ạ. Đối với các ngành mà tự động hóa của em thì chúng ta sẽ điều khiển máy móc khá là nhiều và em có thể là di chuyển cũng khá là nhiều. Với tầm này thì em cứ dùng những chiếc Mobile Position cho nó ổn định, máy có thể là chắc chắn này, cũng như khả năng nâng cấp của nó ok này. Cái tác phụ để chịu tải của nó cũng rất là ok, và vỏ của nó thì bao giờ cũng là hợp kim nhôm. và tiêu chuẩn độ bền quân đội. Trong tầm 16 triệu thì anh thấy là chiếc HP ZBook 15G3 là ổn nhất với em. Máy được trang bị dòng CPU thế hệ 6 và RAM có thể mở rộng tối đa lên cấp tận 64GB RAM. Và card màn hình đang sử dụng đó là card Quadro, nó sẽ hỗ trợ em trong lĩnh vực là đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết và chơi những cái tựa game như Liên Minh, FIFA thì vẫn có thể chơi được. Máy sẽ có 3 phiên bản đó là Quadro M1000 và Quadro M2000. Hiện nay đang có giá tại cửa hàng Anh nó khoảng từ 16 đến 18 triệu thì em tham khảo chiếc máy này là ok nhất. Ngoài ra trong tầm này thì em vẫn có thể chọn các dòng máy gaming thì nó vẫn đáp ứng được. Nhưng mà lên cái gaming thì chúng ta sẽ có một cấu hình tương đối là cao. Nhưng mà bù lại thì như nào nhỉ? Cái chất lượng về cái dòng vỏ thì nó sẽ không thể, độ bền nó không thể cao bằng dòng Mobile Edition được. Nhưng mà chúng ta sẽ có một chiếc máy cấu hình cao hơn và hỗ trợ dòng card GTX, nó sẽ chơi game như của em này ngon. Ví dụ tầm khoảng 16 triệu thì anh sẽ có phiên bản Acer Nitro 5, phiên bản 2019 và 2020. Thì em tham khảo trên 24laptop.vn và xem các bài review trên YouTube của anh em nhé. Câu hỏi số 8 của bạn Nguyễn Văn Tứ. Anh cho em hỏi là laptop của em thì đang dùng một ổ SSD và một ổ HDD. Em thấy dùng bình thường không quá chậm. Vậy em có thể nâng cấp lên 2 ổ SSD không ạ? Không biết điều này có giúp laptop của em chạy nhanh hơn không ạ? Em nâng cấp thêm một ổ SSD thì nó cũng không giúp cái laptop của em chạy nhanh hơn. Cái quan trọng là cái ứng dụng phần mềm nó chạy trên cái SSD kia tốc độ là bao nhiêu. Tốc độ nó càng cao thì nó sẽ giúp em khởi động các ứng dụng càng nhanh. Còn nếu mà em lắp thêm một cái ổ HDD và trong cái khay ổ cứng HDD cũ ấy, mà thêm một cái SSD ý, nó thêm một SSD thì nó chỉ có tác vụ là lưu trữ thôi, chứ không phải là lắp SSD càng lớn nó chạy càng nhanh em nhé. Câu hỏi số 9 của bạn Devin Official. Anh ơi, em học công nghệ thông tin, em muốn mua con Dell XPS 9550 dùng được bao nhiêu năm nữa vậy anh? Em cảm ơn ạ. XPS 9550 một trong những cái dòng máy tính đầu tiên được trang bị đó là viền màn hình mỏng. Lúc mà nó ra và nó là cực kỳ cao cấp luôn. Hiện nay chiếc máy này đang có phiên bản i5 tại cửa hàng Anh đang bán là 17 triệu rưỡi và phiên bản i7 nó khoảng 19 triệu 500. Đây là chiếc máy có vỏ bằng hợp kim nhôm, thiết kế bên ngoài cực kỳ sang trọng với tỷ lệ bao phủ màu trên màn hình cực kỳ cao, màu màn hình cực kỳ chính xác và nó mỏng nhẹ cơ động. Cái phần tì tay của nó cũng bằng vật liệu sợi carbon. Máy được trang bị dòng i7 6007 và Vega của nó là GTX 960. Cái này thì nếu mà các em hỏi sử dụng được bền được bao năm thì cũng hơi là khó, bởi vì của bền thì đôi là khi nó cũng tại người dùng. Với cái dòng máy được sản xuất mà anh cho con này là 2016, 2017 thì tính ra bây giờ 4-5 tuổi thì em có thoải mái dùng trong khoảng 4-6 năm nữa. Nhưng phải biết cách dùng, bảo quản máy tốt nha em nhá, và thường xuyên bảo dưỡng định kỳ cho máy nó chạy tốt thì nó hoàn toàn ok. Còn đồ điện tử thì đôi khi nó thật là cũng hên xui ạ. Có thể là hôm nay nó đang chạy là ngày mai nó lăn ra thế này cũng chả biết như nào. Nhưng mà con 9550 này có một cái anh phải nhắc em, đó là cái pin của nó khá là nhiều máy bị phồng pin do người dùng không dùng đúng cách đấy. Bởi vì cứ cắm sạc cả ngày, tán cả ngày xong chả giờ xả pin thế là nó bị phồng. Nên con máy là pin của nó hơn 1 triệu đấy, nên dùng máy có mua con máy này thì cũng phải chú ý cách dùng pin em nhá. Câu hỏi số 10 của bạn Lịch Sử Việt Nam. Anh ơi, nên mua ThinkPad T490 hay là T490S ạ? Mong anh tư vấn giúp em. Nếu như hai chiếc máy này phân khúc thì T490 sẽ cho phép em nâng cấp RAM, nhưng mà máy của em sẽ dày hơn và không sexy bằng phiên bản T490S. T490S thì nó mỏng, nhẹ, cơ động và sẽ sang trọng hơn bởi vì nhìn nó mỏng mà. Trong khi đó thì T490 thì phù hợp với những người mà chúng ta dùng máy mà cần RAM nhiều. Cần RAM nhiều thì mới nâng cấp được RAM. Đấy, trong khi đó T490S thì sẽ không nâng được em nhá. T490 thì nâng cấp maximum nó là 32GB RAM. Nhưng T490 thì nó chỉ có phiên bản 128, 116 là maximum rồi, không có phiên bản cao cấp hơn. Thì em sẽ lựa chọn theo cái nhu cầu dùng thực tế của em nhá. Câu hỏi số 11 của bạn Nguyễn Hoàn. Anh có thể tư vấn giúp em một máy tính ổn trong tầm giá từ 9 đến 13 triệu phục vụ cho giáo viên không ạ? Máy nhẹ, mỏng, màn hình tầm 13 inch. Em cảm ơn ạ. 9 đến 13 triệu phục vụ cho giáo viên, màn hình nhỏ này. Em ơi, em cố gắng một chút, em dùng con màn hình 14 inch cũng được em ạ. Em mua cho anh con 5490, nếu mà dùng giáo viên nó là cực kỳ ổn luôn. 5490 có một hành trình bàn phím tốt, lỗi, check nét và có hỗ trợ LED vào buổi tối. Trọng lượng máy nó chỉ là 1,35 kg. Hiện nay giá nếu máy đang bán trên thị trường nó khoảng tầm 13 triệu 900, là em mua được i5 8250U, RAM 8GB và SSD 256. Tức là pin của chiếc máy có thể trụ được 6 đến 7 tiếng, nó dùng hoàn toàn hợp lý. Còn nếu mà thích kiểu thuần dùng kỹ thuật mà thích bàn phím tốt thì có chiếc ThinkPad T490. Xin lỗi, là T460S. Trong tầm này là giá là 12 triệu rưỡi, cũng bán cực kỳ chạy trên thị trường và thời lượng pin nó cũng dùng ổn như thế nha em nhá. Thì chọn cho anh hai chiếc máy này là ok nhất, nhưng nó là màn hình 14 inch. Còn nếu mà phân khúc màn hình 13 inch thì em phải cố lên một chút. Anh thấy có phiên bản đó là Dell XPS 9350, trọng lượng của nó chỉ chưa đến 1 cân 3, mỏng, nhẹ, cơ động, một pin có thể dùng được 5 đến 6 giờ. Trang bị i5, RAM 8GB, SSD128 thì sẽ có giá khoảng 14 triệu trên thị trường thì là ổn nhất, ok nhất. Thì em có thể tham khảo 3 chiếc máy vừa rồi em nhá. Câu hỏi số 12 của bạn Danh. Asus Refiboss G14, laptop có cấu hình AMD Ryzen 7, 8GB memory, Nvidia GTX 1650 Ti, ổ SSD 512. Máy như vậy thì có chạy nổi AutoCAD để học không ạ? Em ơi, con Zen 7 nó khỏe lắm đấy mà. Con này 8 lõi 16 luồng của nó là kinh khủng. Thì đây là một trong những chiếc máy màn hình 14 inch có cái phần cứng bên trong của nó là cực kỳ mạnh mẽ luôn. AutoCAD thì là chuyện đơn giản và em có thể chơi game và làm đồ họa tương đối ok. GTX 1650 cũng đã ngon rồi em, còn SD 512 GLV 12 này, cái tốc độ khởi động anh nghĩ là cũng rất là ok. Chiếc máy này hoàn toàn đáp ứng tốt công việc của em nhá. Câu hỏi số 13 của bạn Trường Nguyễn. Em chào anh ạ. Anh ơi cho em hỏi máy tầm 15 đến 20 triệu chọn máy nào để làm video với chỉnh ảnh cơ bản, mang đi mang lại thuận tiện ạ. Mong anh tư vấn giúp em. Anh nghĩ nếu mà làm ảnh thì chúng ta cần một chiếc màn hình nó đẹp một chút, thì anh nghĩ đến tầm khoảng 20 triệu thì đầu tư cho anh con Dell XPS 9550. Đây là chiếc máy mỏng nhẹ cơ động và có tỷ lệ bao phủ màu chính xác, độ sáng màn hình tốt và hỗ trợ trang bị i7 có cặp màn hình rời thì nó sẽ hỗ trợ em làm video, edit video cực kỳ ok. XPS 9550 em nhé. Tới phiên bản i7 giá nó khoảng 19.500.000 tại thị trường. Trang bị i7 6700, RAM 8GB, SSD 256 và GTX 960. Tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100% sRGB. Thì anh nghĩ là con này là ổn nhất trong phân khúc 20 triệu em ạ. Còn nếu mà tầm 15 triệu thì em mua cho anh con Dell Inspiron 7560. Chiếc máy cũng được trang bị vỏ kim nhôm, trang bị CPU đời 7. Nếu mà với phiên bản i7 thì nó khoảng 16 triệu rưỡi, còn với phiên bản i5 nó là 14 triệu rưỡi, được trang bị là i5 7200, RAM 8GB, SSD 128 cộng với ổ 1T đi. Và chọn phiên bản là cặp màn hình rời có MX940MX. Anh nghĩ là chiếc máy này hoàn toàn hợp lý với em bởi vì nó dưới 2kg thì em có thể mang đi mang lại cực kỳ ok em nhé. Xem cho anh hai mẫu máy vừa rồi trên YouTube như tham khảo trên các trang đánh giá nha em nhé. Câu hỏi số 14 của bạn Trần Trung Tín. Dell 7510 và 7710 ngang giá tiền thì cái nào sẽ chạy ngon hơn ạ? 7710 và 7510 thì hai chiếc máy này nó chỉ khác nhau đó là màn hình to và màn hình nhỏ. Và với phiên bản 7710 thì chúng ta sẽ được trang bị vega lớn hơn. Ví dụ như phiên bản 7510 thì nó chỉ trang bị là vega là Quattro M1000 với dung lượng 2GB và Quattro M2000 với dung lượng 4GB. Trong khi đó thì 7710 thì nó trang bị đó là dòng, nếu mà trang bị dòng AMD ấy, W5170 ấy, thì nó chỉ có 2GB thì nó sẽ yếu, nhưng mà nó bắt đầu trang bị đến con M3000 thì nó sẽ khỏe hơn 7510 rất là nhiều. M3000 4GB, M4000 4GB và M5000 với dung lượng 8GB. Thì 7710 nó sẽ có phần cứng tốt hơn, nhưng mà cái trọng lượng của máy nó cũng sẽ nặng hơn và màn hình 17,3 inch để dành cho những người gần như là làm việc một chỗ hơn, chứ nếu mà di chuyển đi lại thì hơi vất vả em nhé. Còn nếu mà cùng tầm tiền anh nghĩ là 7510 sẽ có xử lý tốt hơn em nhé. Câu hỏi số 15 của bạn Hậu Nguyễn. Anh ơi em học ngành thiết kế đồ họa, anh giới thiệu giúp em một chiếc máy nào phù hợp trong tầm giá dưới 20 triệu đấy ạ. Thiết kế đồ họa, nếu như trong các lĩnh vực mà chạy đồ họa kỹ thuật, đồ họa mô phỏng thì cứ máy chạm mà dùng thì hai chiếc máy ở đây là chúng ta sẽ có 7510 và 7710 là cực kỳ phù hợp với em. Chiếc máy được trang bị dòng CPU đời 6 và có khả năng nâng cấp RAM tối đa 64GB. Và cặp màn hình nó Quattro thì hỗ trợ mô phỏng, hỗ trợ 3D và thiết kế cực kỳ ok và độ bền máy cực kỳ cao với khả năng nâng cấp ổn định. Và các cổng kết nối ra bên ngoài nó cực kỳ đầy đủ, thậm chí nó có cả Thunova luôn. Trong tầm tiền của em hoàn toàn ngon em nhé. Và em tham khảo thêm cho anh là chiếc HP ZBook 15 G3 cũng trong phân khúc cái tầm tiền của 7510. Và phiên bản thứ ba nữa đó là ThinkPad P50. Đây là ba chiếc máy nổi tiếng nhất dành cho các đồ họa kỹ thuật và cái độ bền cao trong phân khúc này. Còn ngoài ra thì em có thể mua cái dòng máy gaming mới trong cái tầm tiền của em thì cũng rất là rẻ. Gaming mới thì bây giờ được trang bị CPU đời 10, nó sẽ có phiên bản i5 hoặc i7. i10 đời 10 thì nó sẽ có i5 10300H và 10700H. Đây là dòng CPU mới nhất, khỏe nhất của Intel. Và với tầm tiền này thì chúng ta sẽ trang bị GTX 1650 hoặc GTX 1650 Ti. Đấy, trong cái tầm tiền em đầu tư. Nhưng mà gaming thì chúng ta sẽ có một chiếc máy có cấu hình cực kỳ khỏe nhưng mà chất lượng, độ bền với cả khả năng đồ họa mô phỏng nó thua so với dòng máy chạm. Thì em cân đối nhu cầu dùng thực tế của em nhé. Vâng thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số hồi đáp ngày hôm nay. Và cứ 2 ngày thì chúng tôi sẽ có một số hồi đáp như này. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook, các câu hỏi về phần mềm, phần cứng, đánh giá máy, nâng cấp máy, vui lòng đặt các câu hỏi dưới các topic này. Chúng tôi sẽ trả lời qua tin nhắn hoặc qua những video trả lời hỏi đáp như này. Các bạn cần tư vấn luôn thì gọi điện thoại cho mình. Số điện thoại của mình là 077 357 và 4 số 9 ở cuối các bạn nhé. Các bạn ủng hộ kênh của mình nhiều hơn nữa bằng cách là đăng ký kênh và chúng ta bấm cái chuông bên cạnh để cập nhật những kiến thức mới nhất về công nghệ thông tin. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.